Động thiên thai giữa lòng Hà Nội, bài 3, gà gẫm bán thân. Như chúng tôi đã phản ánh ở hai bài báo trước về thú vui trụy lạc trong những động thiên thai ngay trung tâm Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở những trò mua bán quần áo, mặt nạ, những cô gái sau khi đã bán hết sim y, biểu diễn hết các trò để moi tiền khách. Kể cả là việc mời khách thoát y cùng thì bắt đầu quay sang gà bán thân, với mức giá từ 2 triệu đồng cho mỗi lần tàu nhanh và 4-5 triệu đồng nếu đồng ý qua đêm tại một nơi quen thuộc có tên gọi khách sạn A25. Ngoài tàu nhanh, những cô gái này sẵn sàng gà gẫm đi chơi xa, sẵn sàng hành lạc tập thể không một chút ngần ngại. Dĩ nhiên, để có thể nhận được sự gật đầu, khách phải biết chơi và chịu chi khi chỉ tính riêng số tiền bỏ ra cho mỗi cuộc chơi ở trong các phòng hát đã có giá hàng chục triệu đồng. Trong tất cả các cuộc vui mà tôi được tham gia, việc biến tướng loại hình hát karaoke thuần túy thành các động khiêu dâm diễn ra ngang nhiên, không cần giấu giếm. Từ lâu, việc mua bán dâm hay những mô hình kinh doanh kích dục đã bị dư luận lên án. Thế nhưng, thực tế không riêng gì loại hình quán hát karaoke mà còn khá nhiều các loại hình dịch vụ nhạy cảm khác vẫn đang biến tướng tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy ngoài quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng như chúng tôi đã phản ánh thì còn bao nhiêu quán karaoke khác ở các quận, huyện tại Hà Nội có những mô hình quái đản như thế này? Bên cạnh việc công nhiên biểu diễn khiêu dâm, chắc nhiều người vẫn chưa thể nào quên vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy xảy ra vào tháng 11 năm 2016 khiến nhiều người thương vong chỉ vì chủ quán không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Vậy nhưng, tại các quán karaoke chúng tôi ghi nhận, dù có rất nhiều dấu hiệu chưa đủ điều kiện về hành lang, cầu thang thoát hiểm, bình chữa cháy, nhưng vẫn thỏa sức hoạt động quá giờ, kèm theo đó là những hoạt động thác loạn, vi phạm thuần phong mỹ tục như những hình ảnh đã được phản ánh. Đến đây, dư luận không khỏi nghi ngờ về nạn tiêu cực, buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng. Có hay không việc chống lưng cho những quán karaoke trên giấy phép hoạt động của các quán hát này thế nào và đến bao giờ những động thiên thai giữa lòng Hà Nội mới bị xóa bỏ? Còn nữa, theo nhóm PVDT Tuổi Trẻ Thủ Đô,